Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà 4 tầng diện tích 38m², ô tô vào nhà, ô tô đỗ cửa, ô tô để cạnh ngày đêm thoải mái. Với ngôi nhà này thì có cái ưu điểm đường to, ngõ rộng, thoáng, nhược điểm nó ngay gần với đình chùa. Quý vị nào mà không kiêng đình chùa thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, vì với cái không gian này ở rất là thoáng, view thoáng vĩnh viễn và đường to, ngõ rộng, thanh thang. Hướng nhà là hướng đông băng, đông nam. Diện tích của ngôi nhà là 38 mét, thiết kế của ngôi nhà là 4 tầng. Và với cái vị trí này, nếu như quý vị nào mà kinh doanh online thì rất là hợp với cái vấn đề nếu như xe cộ để hạ hàng ở đây thì thoải mái. Cách với trục đường quốc lộ 6 chỉ khoảng tầm 100 mét thôi. Mời mọi người theo em cụ thể vào khám phá ngôi nhà này. Với phần cửa chính thì cái điện của nó đang có một chút vấn đề, cho nên em sẽ đi vào bằng phần cửa phụ cho quý vị. Lô góc hai mặt thoáng, thiết kế hợp lý mọi người nha. Với cái diện tích 8m hướng đông nam rất là mát. Ưu điểm thì em cũng đã nói và nhược điểm thì em cũng đã nói. Cho nên quý vị nào mà bỏ qua được cái phần nhược điểm thì ngôi nhà này rất xứng đáng để mua, vì cái giá bán của nó cũng rất là hợp lý. Và với cái thiết kế của ngôi nhà tầng 1, quý vị có thể để xe ô tô hoặc quý vị có thể kinh doanh online. Cái này thì em đã chia sẻ rất rất là nhiều trên kênh, bởi vì rất nhiều quý khách hàng có quan tâm rằng là không cần phải kinh doanh trục đường to, gọi là mặt chợ mà búa, nhưng mà lại yêu cầu là gọi nhà đường to, rộng, thoáng. Miễn làm sao xe ô tô tải có thể hạ hàng ngày đêm thoải mái thì ngôi nhà này đáp ứng đúng với tiêu chí đấy cho quý vị. Hoặc nếu như quý vị không có ô tô, không cho vào nhà thì ở tầng 1 này quý vị có thể làm phòng khách tùy mục đích công năng sử dụng của quý vị nhé. Cái này là Ngọc Ánh quay review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, có sao thì nói thế. Xung quanh tiện ích, ngoài mỗi cái nhược điểm là gần đình chùa thôi thì còn ngoài ra chợ, trường, phường, trạm y tế đều đầy đủ. Trường mầm non cấp 1, cấp 2 đều đầy đủ. Vị trí nhà thuộc phường Biên Gia, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nha. Căn nhà này thì hoàn thiện cơ bản đã xong 100%, quý vị chỉ được dọn đồ về và ở thôi. Hệ thống trần lịch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này thì phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ, đi làm ở Hoài Đức tùy. Nếu như quý vị lấy cái điểm cầu Mai Linh làm cái vị trí đo Google Maps mình đi làm thì mọi người có thể lấy cái cung đường này nhé. Và phần phòng tầng 1 thì ngoài cái phần cửa chính thì thiết kế thêm cửa ngách này cho quý vị, và thiết kế thêm một phòng bếp ở phía dưới tầng 1, không gian bếp đây hoàn thiện xong hết chỉnh chu cho quý vị rồi. Cửa sổ thông thoáng, tủ bếp thì thiết kế toàn bộ là tủ gỗ. Và ngoài cái phần không gian phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cùng dự án này thì còn duy nhất 2 căn, còn một căn nhà này và một căn nhà ở trong cùng nữa mọi người ạ. Có cái căn này thì ô tô vào được nhà thôi, còn căn bên trong kia giá rẻ hơn thì ô tô không vào được nhà. Giá thì chỉ từ 1 tỷ 9, hơn 1 tỷ 9 một chút là quý vị có thể sở hữu cho mình ngôi nhà này rồi. Toàn bộ tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang thiết kế cho quý vị ở đây thực tế là gỗ. Rồi mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, có sao thì ở ngoài quay và review cho quý vị như vậy. Ngoài cái phần nhược điểm thì căn nhà này pháp lý chuẩn chỉnh, rõ ràng, hồ sơ điện nước rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với ngôi nhà này quý vị có thể trả trước tối đa tiền mặt khoảng tầm 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm với lãi suất ưu đãi nhất, và tại thời điểm này thì đến những ngân hàng uy tín nhất. Mời mọi người theo em trên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì siêu rộng thoáng, 1, 2, 3, tận 4 cửa mọi người ạ. Thông thoáng. Trên phía tầng 2 này thì chủ nhà cố tình sắp xếp là quý vị có thể thiết kế phòng khách ở trên này. Nói chung ấy, mỗi một ngôi nhà có một ưu điểm và nhược điểm. Thì ngôi nhà này nói chung là chủ nhà thiết kế tương đối là hợp lý. Còn hợp lý tùy từng với cái hộ gia đình sử dụng, tùy mục đích công năng. Ở trên này thì quý vị có thể ngăn ra được 2 phòng. Đó, còn nếu không thì quý vị chỉ để làm phòng khách, phòng sinh hoạt chung của gia đình thôi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ban công mở thoáng. Căn nhà này thì bên trái là chùa, bên phải là đình nha mọi người. Cho nên là có sao thì em sẽ chia sẻ cho quý vị như vậy. Mọi người hoàn toàn yên tâm đến với Nhà Tốt. Thông tin 100% đến tay khách hàng đều là thật, chuẩn chỉnh. Mọi người cảm thấy ok, phù hợp với cái mục đích, phù hợp với cái nhu cầu và bỏ qua được cái nhược điểm thì mọi người đến với ngôi nhà này theo ngõ anh thì thấy khá là ok. Mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau.
Phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ, hướng nhà là hướng đông nam, có cửa ngách, cửa sổ thông thoáng trước và sau. Với cái cụm dự án này thì cũng chỉ còn 2 căn, 6 căn bán 4 còn 2 mọi người nha, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm là về cái pháp lý nó đã là chuẩn chỉnh rồi. Duy chỉ có về cái nhược điểm thì em đã chia sẻ rất là cụ thể, nếu như quý vị có thể bỏ qua phần nhược điểm thì ngôi nhà này đáp ứng đúng với cái tiêu chí còn lại cho quý vị. Đường to, ngõ rộng, thoáng, giá rẻ. Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 của ngôi nhà đây, đầy đủ cho quý vị hệ thống sen kê tắm nóng lạnh. Và phòng vệ sinh thì được ốp toàn bộ gạch lên trên trần rất là sạch, hồ sơ điện nước đầy đủ, điện EVN Hà Nội và nước thì nước sạch Sông Đà mọi người nha, hồ sơ điện riêng, nước riêng. Phòng ngủ ở phía bên trong đây, cửa sổ thông thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Xung quanh đây thì thực tế quý vị có thể nhìn xung quanh đình chùa này thì có rất nhiều nhà, nhiều hộ dân sinh sống, chứ không phải là một mình cụm dự án này, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Trước và sau dân sinh ở rất là đông, rất là nhiều, hàng xóm thì cực kỳ là thân thiện. Và mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Ngoài đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà, với tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng riêng, quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ tùy mục đích công năng đó. Còn đâu thì tất cả các phòng đều cửa sổ ánh sáng thông thoáng, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế cho quý vị là cửa nhôm sinh pha 5 năm. Đây, ban công cũng có cửa sổ thoáng. Một phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4, đáp ứng tiêu chí công năng sử dụng tùy mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại sân phơi. Nhà này thì đổ tròn 4 tầng quý vị nha. Đây quý vị có thể ngắm nhìn thực tế trước và sau. Nhà có sao thì quay vậy. Review thực tế chuẩn chỉnh. Hiện trạng nhà như thế nào, xây mới hay như thế nào thì em đều chia sẻ rất là rõ ràng. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngoài cái quy căn này ra thì Ngọc Ánh còn rất là nhiều căn nhà giá rẻ, hợp lý mà quý vị có những căn nhà mọi người không tin được đâu. Chỉ trả trước khoảng tầm 250 đến 300 triệu tiền mặt là quý vị đã có thể sở hữu rồi. Tuy nhiên vị trí của nó thì không quá gần trung tâm thì mọi người có thể cân nhắc. Còn đâu thì phụ thuộc vào túi tiền của quý vị khách hàng là quý vị có thể sở hữu cho mình vị trí bất động sản nằm ở đâu. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.